Xin chào tất cả các bạn, mình là Tú. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với tất cả các bạn một cái loại vải mà là dòng loại vải cao cấp nhất trong tất cả các loại vải mà làng lụa Hà Đông đang sản xuất hiện nay. Thì đó là lụa vân. Lụa vân là một trong những cái loại lụa mà được dệt từ 100% sợi tơ tằm tự nhiên dưới bàn tay tinh xảo của người nghệ nhân. Thì lụa vân thì nó sẽ gồm có 3 loại hoa văn. Thứ nhất là hoa văn cánh dơi, là một trong những cái loại hoa văn mà rất là mềm mại và rất là nhẹ nhàng, phù hợp cho những vào cái dịp lễ mà nó như là phù hợp cho dân công sở hay là những cái dịp lễ mà nó bình thường không quá nổi bật. Thứ hai là một loại hoa văn khác là hoa văn chữ thọ, là một trong những cái loại hoa văn mà được sử dụng nhiều vào những cái dịp lễ hoặc là yến tiệc lớn, lễ cưới. Và thứ ba là hoa văn cuối cùng là hoa văn nhĩ. Hoa nhĩ là một trong những cái hoa văn mà được rất là nhiều giới văn phòng ưa thích, bởi vì khi chúng ta khoác lên mình cái hoa văn này thì chúng ta sẽ thấy cái cơ thể mình nó thon gọn hơn, nó gọn gàng hơn và mình sẽ thướt tha hơn trong tà áo dài. Khi sử dụng loại lụa thì chúng ta phải cần lưu ý rằng là chúng ta phải giặt bằng xà bông gội đầu, không được xả mạnh bằng những cái xà bông thường. Và một cái ưu điểm mà nổi bật mà ai cũng rất thích dùng loại lụa, thứ nhất là lụa rất là mát, mặc với cái khả năng thấm hút rất là cao. Ngoài ra thì lụa cũng ít bị nhăn và ít bị nhầu, chúng ta lại dễ bảo quản và sử dụng hơn. Lụa Hà Đông của chúng tôi hiện nay đang là thành viên của Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc. Ngoài ra thì chúng tôi là cơ sở, là đơn vị phân phối độc quyền lụa Hà Đông tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì để tất cả các bạn mà đang ở thành phố Hồ Chí Minh để muốn xem những cái loại vải này thì có thể ghé tại 212 Bùi Tả Hãng, phường An Phú, quận 2. Hoặc nếu các bạn không có điều kiện để đến showroom thì bạn có thể ghé thăm website hadongsiêuvietnam.com để xem thêm nhiều loại mẫu vải và hoa văn khác nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này.